À, mọi người đang đi câu rồi. À đây rồi, đây rồi. Ôi, em sao anh mẹ? Anh đang, anh đang làm gì đây? Đang chơi gái, đi chơi với lại cả gái. Cái gì ạ? Đang đi chơi gái á? Đi chơi với gái. Đang đi chơi với gái. À thì em và em định gọi hỏi là anh không biết là anh có tiền anh vay hôm qua chưa? Để em lấy em chi tiêu tí mà. Hôm qua anh vay tiền em à? Lúc nào ấy nhỉ? Hôm qua anh vay một cái bình dưỡng khí đấy. Cái bình dưỡng khí 2000 đúng không? Vâng. Trời ơi mẹ em nhót thế nhở? Em nghĩ tí nữa về đây anh trả cái bình nhá. Bình hôm qua 3 cái vẫn còn chưa dùng. Ôi tối em cần bình làm gì anh ơi? Đúng cái gì mà thiếu 2000 mà cũng phải hỏi anh. Trời ơi bây giờ em còn mỗi 2000 thôi này. Tí nữa về đây trả. Dạ bà, anh đang đâu đây? Đang đâu đây? Đây, 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 vừa mới từ chỗ phòng trọ ra. Ở khách sạn à nhầm, đang ở bệnh viện. Dạ vâng, vâng. Ô, từ, em thấy ai quen lắm mày. Để em tí nào. Ơ, anh à? Ôi giời, mày làm cu em à? Vâng, anh đi đâu đây? Đang định mua tim hồi đi câu. Ây giời ơi, hợp lý quá, em đang định đi câu anh ơi. Đó anh ấy. Cô em mua đồ đấy à? Dạ vâng, em mua đồ ăn xong rồi qua kia mua mồi đi câu anh ạ. Ừ thì tự hợp lý qua đi thôi. Dạ vâng, ok anh ơi. Về đó anh ấy. Dạ vâng, anh đợi em tí, anh đợi em tí. Đúng là có duyên thì sẽ gặp nhau nhỉ. Ơ anh ơi. Có một cái này. Ơi. Cho em hỏi là hôm qua là anh có nhớ là anh mượn em chút tiền không anh? À đúng không, qua anh cầm của em 2000 đúng rồi. Đây để anh đưa luôn. Đâu đâu 5000 mà. Mấy nhở? 5000, em nhớ rõ lắm. 5000 à? Vâng. Sao nhiều đấy em nhở? Hôm qua anh mượn để mua bình khí á. Rồi đấy. À em đã cảm ơn anh, em cảm ơn anh. Ui anh uy tín luôn. Đi thôi anh ơi. Anh thấy con xe của em như nào hả anh? Được quá em ơi. Anh ơi đón anh mẹ, đón anh mẹ đây nhá. Ờ thế mày đi đón đi nhá. Dạ vâng, thế anh đợi em tí nhá. One hour later. À đây đây đây, anh đôi vân môi này. Anh đôi vân môi đây 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 đây. Chỗ bọn anh hay câu ở đây em ạ. Em chào anh. À em chỗ này. Chào anh nhá, anh ăn cơm chưa anh? Đớp rồi em ơi. Ok nhá anh nhá. Tình hình nào anh, tôm nhiều không? Tình hình là nãy giờ toàn cá giết với cả cua thôi. Ô 9m, 9m anh ơi. Đứng đây là ok nhất rồi em ơi. Đúng rồi, nhưng chỗ này vẫn được 9m mà đúng không anh? Ngon. Wow, chuẩn luôn. Em xin phép nha, em xin phép nha. Xin phép đéo gì? Xin phép đứng đây anh ơi, cho được 9m. Em đứng ở chỗ xăng. Dạ. Đã. Em đứng ở chỗ này là em phải chịu được áp lực, thỉnh thoảng ăn một cú đấm nhá. Ok anh ơi, không sao ấy. Ôi. Ui, cho em được 9m. Hợp lý nhất luôn nhỉ. Ây à, cô em mẹ đi có cái quần trông đẹp nhỉ. À, chiều nay anh Khôi vừa mở hòm ra cho em đấy anh ạ. Anh được quá nhỉ. Quần màu gì đấy? Màu xanh anh ạ. Xanh đôi. À nhưng mà đẹp đấy chứ. Tí anh có muốn thử không? À không. Uầy. Thôi, anh mặc quần chrome hết quen rồi. Chrome hết. Anh có muốn mua lại đôi giày này của em về tặng bạn gái cho thành giày đôi không anh? Không em ơi, giày nam. Wow. Thế thôi em đi cùng với anh thành giày đôi vậy. Đúng rồi. Cô em này ngày mai mà không giày giống một ăn là bọn anh không chơi cùng nữa nhá. Đúng rồi đó. Đây giày màu gì ấy? Màu đỏ anh ơi. Màu đỏ á? Ừ. Trời ơi, thế em kiếm ở đâu? Chiếc nhất trong hòm phụ kiện 5000 ấy. Ai hòm phụ kiện 5000? Chiếc màu đỏ duy nhất trong hòm 5000 ấy. 5000 thì em làm một cuốc là được mấy hòm rồi anh ơi. Ừ. Uầy, anh mẹ cho em xem túi 4 của anh với. Em ơi, từ từ đang câu. Ờ, mày lên túi 4 rồi à? Vâng. Lên rồi anh ơi. Anh mẹ vừa khoe xong anh ạ. Một đồ vàng, 4 đồ xanh anh ơi.
Liêu bao nhiêu phần trăm ấy? Ôi dồi ôi, 24 nữa. Liều vãi trưởng ạ. À. Đâu, 34 nhá. Tối cũng phải làm tí bằng bạn bằng bè em ơi. Nhưng anh phải có đồ vàng đấy nhá. Đồ vàng thì mình mở hòm ra thôi. Hên xui thôi, chiều nay anh mở 5 hòm mới ra được một đồ vàng đấy. Oh yeah. Mất mẹ 5-15 nghìn em ơi. 5 hòm nghĩa là khoảng 75 nghìn đấy. Ừ. À dạ. Mẹ thức trắng đêm qua đấy em ơi, đi câu với lại cả anh môi đấy. A few moments later. Và tí hai anh cho em thu mua tôm nhá, em đổi mồi cho, cả thêm tiền cho anh ạ. Ui, anh câu được 13 con cua rồi đấy em ơi. Không, em mua tôm thôi. Đó, được chưa? Mua một con bao tiền đấy nhỉ? Em mua mỗi con khoảng 300-400 đúng không anh? Vâng, ở ngoài shop người ta bán có hơn 100 thôi à. Em mua 300-400 luôn. 150 em ơi. Chính xác là bao nhiêu? 300-400 là 300 hay 400? Thế 300 được không anh? Không. 350 đi, 350 anh. 400 đi, chỗ anh em. Trời ơi, chỗ anh em, anh phải bán rẻ cho em chứ. Đấy, em có 6 con đấy, 6454, 5K4 em mua không? Mua. Ui sao chính là đắp phết đấy chứ. Đắp mà 300 thôi anh, trời ơi anh thương em ơi. Anh nhớ lại những cái gì mà chúng mình đã có với nhau đi anh. Mà đi cùng nhau. Anh giúp em cái này rồi sau này em giúp anh cái khác. Giờ anh bán em 200 một con nhưng mà em phải đổi lại cho anh cứ một con tôm, một con cua để em thấy sao? Em thấy ok cả. Hợp lý thế còn gì nữa. 200 một con lại còn một con cua à? Đúng rồi, ví dụ anh đưa em 6 con tôm thì em đưa lại cho anh 1.200 cộng với cả 6 con cua. Để em xem nào. Hợp lý quá còn gì nữa. Hợp lý quá thế. Em xem thì thôi vậy. À không không, ok ngơi, ok không, mình cần tôm đấy. Hẹn lỗ đấy. Anh ơi, tầm 200 nữa không? Thì nãy giờ bảo là 200 còn gì nữa. Em nhầm 100. Thế nhá, chào em. 100. Ui, em có được thêm con tôm. Thế nhá, bye bye. Ủa, anh đi luôn rồi à? Ừ, anh xong rồi. Ủa, nhanh thế. Thế anh cứ đi trước đi ạ, em câu thêm một tí nữa. Anh giữ tôm cho em nhá. À, có nhá. Đây, có 8 con tất cả. Anh ra biển luôn chưa? 8 con à? Ừ. Thế bây giờ em đổi đưa anh 1.600 với cả 8 con cua. À, thế em đưa anh 1.500 với cả 5 con cua, một con cá diếp được không? Em có mỗi 5 con cua. Ừ, cũng được. Ok. Xin lại cảm ơn anh. Hợp lý quá anh ơi. Đồng chí cảnh sát ơi. Ôi, nghe anh trai ơi. Thôi tôi về bấm biển được không nhở? Rồi, mình đi luôn, đi luôn còn kịp, Rồi sếp, sao tôi mới mua lại trơn quá. Rớt mẹ cái chỗ rồi. Trời ơi, mới lấy xe ra luôn á. Rồi sếp nha, xin lỗi đồng chí nha. Anh chạy khóa xe lại trước đi. À vâng. Bị ấy đó. Anh trai cho hỏi xe anh trai mua nhiêu tiền vậy anh trai? Trước đây á? Thế tôi mua có... cửa hàng á. À, tôi mua có $100 thôi. Anh trai mà biết mình khai gian mà sẽ bị gì không anh trai? Xe nào mà $100 anh trai? Tôi vừa mua cái xe này ở cái chỗ bãi đằng kia kìa. Anh trai khai thiệt đi. Không thôi là tôi hỏi bên bán xe đấy. À, xe này 54.000. Bây giờ anh trai muốn hôm nay đồn tôi có ưu đãi. Anh trai muốn làm tí không? Ưu đãi gì nhờ đồng chí? Anh trai ví dụ nha, anh trai hai số cuối bên tay phải. Vâng. Bên tay phải nha. Dạ. Nếu như mà là chẵng, anh trai chọn đi chẵng hoặc lẻ. Vâng, rồi tôi hiểu thôi này. Ừ, anh trai chọn chẵng hay lẻ?
Tôi sợ lẻ. Lẻ đúng không? Nếu ra lẻ thì anh sẽ không mất phí. Phí biển, nếu như phí biển số xe là bao nhiêu nhờ đồng chí? Phí của anh là 5.500. Nếu như ra lẻ thì tôi sẽ miễn phí phí làm cho anh. Còn nếu như ra chẵn thì anh phải làm với giá 5.500. Mày để chọn cho. Anh đỏ lắm, anh gọi đỏ lắm. Anh định chọn gì? Lẻ. Ấy em chọn lẻ rồi. Tổng à, tổng à. Vâng, tổng hai số cuối anh ạ, tổng hai số cuối. Ok, lẻ. Thế sao không phải là thế sao không phải là tổng của tất cả các số đi anh? Cho nó hấp dẫn. Nếu anh tổng các số thì mình tốn công mình đếm lắm. Hai số cuối cho nó hồi hộp. Không, nhưng mà hai số thì tỷ lệ ra chẵn nhiều lắm. Anh cứ chọn cũng đúng. Cho tất cả các số đi. Mình tính từ từ. Anh chọn tất cả các số à? Vâng. Okay, anh gửi tôi hồ sơ. Đưa tôi hồ sơ đi. Đây, tôi gửi anh hồ sơ. Rồi. Mời anh đứng sát vô cái màn hình. Nào. Anh đứng sát vô anh trai. Dạ. Vâng, đây. Tôi đây. Đứng sát vô màn hình xong anh đây đúng không anh? Màn hình. Rồi, bấm biển. Bút xa gà chết. Nào. Anh chọn lẻ đi nha. Tôi chọn lẻ. Thôi. Rồi, tổng ra các số đúng không? Đúng rồi. Rồi. Không. Trước lẫn sau đấy nha. Rồi. Không hai. Hai. Hai nữa. Không. Bảy. Không. Bảy. Bảy. À! Rồi, của anh trai là 5.500. Anh trai đợi tôi lấy biển cho anh trai. Mà hai số cuối là ăn rồi đấy anh ạ. Sao mày chơi cái trò này nhở? Tao không lường trước được. Nhà số cũng đẹp. Anh trai mà anh trai thanh toán, anh trai gửi tiền vô túi giúp tôi. Đồng chí cho tôi 2030. Cho tôi nợ được không? Tại bây giờ tôi chưa đủ ấy. Chưa đủ thì anh phải đi rút tiền. Không thì anh cưỡng nã. Dạ. Anh có thể gửi bộ quần áo của mình cũng được. Bộ quần áo ấy ạ? Đúng rồi anh trai. Tại đồn chúng tôi đang sắp có đợt nguyên góp cho trẻ em vùng khó. Tôi thì bây giờ tôi không có tiền đây thôi. Tôi quyên góp cho đồn quần áo vậy. Đấy. Một cái áo thôi đúng không ạ? Hay là cả quần cả áo? Cả quần cả áo chứ anh. 5.500 lần đấy. Áo này của tôi là hơi bị hiếm đấy nhá. Quần luôn anh ạ. Rồi, vậy thì tôi sẽ gửi quần áo này cho em vùng khó, coi như là đóng góp ủng hộ. Thì anh có thể đi, không cần phải đóng tiền. À, cảm ơn đồng chí. Nhưng mà tôi dặn nè. Tuyệt quá. Anh đứng xịt ra đằng sau xe, sau đó anh sử dụng biển số. Vâng. Đây, tôi chưa đưa anh mà. À, đây. Anh thao tác cũng phải khẩn trương lên. Rồi, anh sau khi anh gắn biển số vô, tôi dặn anh. Anh vâng. Phải gắn biển số vô sau anh cất xe liền. Tại vì nếu mà anh gắn biển số vô mà người khác cất xe của anh thì coi như anh mất chiếc xe luôn. Nghĩa là bây giờ tôi gắn biển số tôi phải ra gara một tôi cất xe luôn. Đúng vậy anh trai. Ok đồng chí ơi. Rồi. Cảm ơn đồng chí. Vừa nãy lần trước là tôi cũng gắn biển số là tôi bị mất đấy. Anh mà phải mong... cất vô nhanh đấy nhá. Vâng. Mất thì tôi sẽ hỗ trợ lại. Xong chưa? Đây, xong rồi anh ơi. Sao đấy, quần áo đâu cũng mặc vào. Phải quyên góp anh ạ, mình không có tiền mặt, phải quyên góp anh ơi. Chuột phải đúng không anh? Sử dụng. Mình chưa phải sử dụng. À đây rồi. Ơi nhưng mà biển em số cũng đẹp đấy chứ. 2020 2307. Em trai của anh không có tiền để làm biển cho nên là 2307 quần áo thay cho được. Nói rồi. Nếu có tiền thì thôi để lắp sau cũng được. Không sao anh ơi. Mình đằng nào mình cũng quyên góp được cho những người khó khăn anh ạ. Ây da, bình tĩnh anh ơi. Mở lần sau đi, mở xe luôn đi. Thông báo cho mày nghe ít nhá. Ít ra, đợi. Không, thằng Berlin cơ. Cái gì anh? Hôm trước mày bảo anh đầu... À không, anh Ô Văn Díp. Là anh ấy cái gì dầu mà keo ích kỷ gì đấy, anh ấy ghim mày rồi đấy. À đấy ạ. À? Ở ngoài biển anh ấy bảo đấy, anh bảo mẹ thằng tóc hồng nhá. Bố mày nghe được rồi, anh bảo đấy. Mày... Sao tôi nghe ở đâu anh bảo là anh nào đấy không xin lỗi tôi thì nghỉ chơi. Mày đấy.
không biết tôi xin lỗi nào. Rồi tôi xin lỗi rồi à thế để em gặp anh ấy em xin lỗi. Ê cho anh được ngồi đấy nhở anh em ơi. Ồ được rồi anh ơi, vào sâu tí nữa đấy, vào tâm luôn này, sâu vãi cứt luôn nào. Câu 100m trước đi. Nào. Dưới mà bay thì còn chạy được. Bay còn chạy được. Dưới đi. Trung tập trung à. Không đi được. Bây giờ săn mẹ Kraken thủy quái rồi. Ở đây là anh em câu bao nhiêu mét rồi anh em? Ô 100m đổ lên là được rồi. Câu thủy quái đúng không? Câu thủy quái 1000m. Anh nghĩ thế. Anh à, lâu này có khi nào thủy quái luôn ta. Từ cho luyện tập trước đi đã. Rồi hăng ra mấy con kia. Ui lâu thế. Chứ rồi em đem có 100m mà sao lâu thế nhở anh ơi. Ô em thấy lâu. Má con cá mà... Lâu đây. Con cá thu mà nó chạy nhanh dữ vậy. Làm phát đầu tiên thử 1000m xem sao. Ui thế bay lúc bay là bay 1000m đúng không anh? Cục lắm 900m thôi em ơi. Ui thế là vậy cướp đấy anh ạ. Mày thấy cái chỗ đèn sáng sáng bên trái đi không? Bay đến tầm đoạn đấy. Trước mặt bên trái thì thấy không? Sao vẫn không ai cắn câu nhỉ? Không ai cắn câu à? Ủa rồi cá ngừ. Cá ngừ ngon cá thu đúng không anh? Đúng rồi. 500m đi xem nào. Ông cá báo không dễ thế được. Cá báo khó hơn. Rồi xong có thằng bay rồi. Ông nghìn đi à? Các bạn nào bảo là ấy từ 100m trước. Uầy. Mẹ nó mà bay xong rồi đúng lúc ngất thì mẹ đi luôn đấy à. Anh ơi nó vừa rồi là con cá mập ạ. Mẹ nhanh vãi lều. Nhanh vãi cứt luôn. Má ơi câu mẹ được toàn cá ngừ với cá thú này. Câu bay nhanh vãi lều luôn. Ú má. Ôi cá nhanh như này thì chắc không phải cá báo rồi. Ôi, thế là mày bị ế đấy Hoang ạ. Ế quá anh ạ. Ừ. Chết cơm. Ế nhiều. Nhiều loại ế luôn đấy chứ. Con mẹ ai gọi đây? Mày bận quá nhờ. Mày thấy máy em nè. Ủa không phải của em. Điện thoại của ai ấy? Mà thằng bước linh chắc luôn. Em quay con nhạc chung gì em. Đừng gọi nữa. Bạn con này sẽ là một con cá gì đấy. Anh được mấy con rồi anh Quang? À anh mẹ. Ba con. Ừ, em chưa được con nào nhỉ? Ừ. Chưa cắn được con nào đấy, có một con cắn rồi thì bay mẹ ra bên kia rồi. Mày Quang gần rồi, Quang mấy chục mét thôi. Ừ, Quang 200 mét thôi. Tại cứ đang câu xong lại bị choáng thì con. Ôi! Ôi! Bạn ơi! Đâu ra đây? Bạn à, cứu thằng em anh ấy, choáng. Thằng em anh vừa bị đập đầu choáng, có nghiệp vụ cứu trợ. Tôi nhức đầu quá. Động vật không? Gọi bên cứu trợ động vật hộ cái. Đúng rồi. Có băng kẻ cơ nào. Thú y ừ đấy. Đúng. Băng kẻ có chữa được đau đầu không? Cái chắn đéo đấy. Tôi bị đau đầu. Có thuốc giảm đau không ạ?
Ai da, trời ơi, đau đầu không ăn được. Ta biết ngay. Ai da. Ta biết ngay. Mày bạn ơi, cho tôi mượn cái băng gạc được. Cậu đây ăn mà hồi cắn lâu quá. Tôi băng phát ra nè. Ăn nè. Máu đã được cầm. Cắn chậm thật. Ủa, nãy giờ dính cá to không? Không, chưa dính con to nào. Năm cái bandit là hết đau rồi bạn. Ê, cắn. Hình như thế bạn, hồi đúng. Tôi thử. Thử đi. Hơn là mình có cầm theo 10 cái đấy. Vời quá, tôi bằng cả 10 luôn này. À, mẹ xuất xỉ nó mất rồi. Tôi dùng cá thu với cá ngừ thôi, mày ơi. Mới dùng 7 cái rồi. Vẫn đầu đông. Đây ơi. Con gì đây? Ngàn mét rồi đấy. Ờ. Đều rồi thằng. Ơi. Em cứu được con lươn. Yes. Gì con gì? Lươn cao bằng. Ôi. Đây rồi. Cá gì con? Lươn. Con lươn cao bằng. Ui. Bán được thế mà bán được 10 15 nghìn đấy. Mà mày chảy hết cả nước mắt rồi thề. Ờ. Bao lâu? Ngày hôm nãy giờ mình vẫn đau đầu. Wow. Bao lâu câu đấy, mất bao lâu? Câu khoảng 3 phút anh ơi. 3-4 phút gì đấy. Ui, đỉnh nhờ. Sao ta đánh chảy hết nước mắt luôn ạ. À. Không được rồi anh ạ. Tí chảy nước mắt. Nhức đầu rồi. Đâu, cho anh xem với. Cho anh xem với. Đây, từ. Không, anh muốn cầm. Em có bắt xeo không? Đây, anh em ơi. Đây anh em ơi. Lượt cao bằng. Đây rồi, chinh phục được rồi. Ui, nó nhanh thế nhở? À, có donate kìa. Anh Đình Z 10 đờ. Cầm link. Tôi. Tôi đây. Trả tiền anh chưa? À, có donate kìa. Ơ, chuyện gì? Cảm ơn Đạt Đỗ nhở. Cái gì đấy Trần Văn Nhím? Tôi câu được con thủy quái ở đây anh ạ. Ồ, tao bảo mày tao mua 40 bao giờ? Tao bảo tao bán cho mày 40. Tôi thấy nó màu vàng. Mày nghe thích bấm biển chứ bây giờ xem mày mua đi bấm biển chứ. Ê, mọi người xem. Ua. Hay em lấy con này bán được bao tiền rồi? Chắc gặp em bảo là phải đi bấm biển. Mà đi bấm biển thì phải trả là 10% phí của con xe đấy. Có 2.500 à. Ừ. Mét luôn. Bao tiền? Dính rồi sao rồi? Anh này dính rồi. Y bay. À, có donate kìa. Anh này đỉnh. Ấy 500 rồi. Ủa bạn có xe không? 1.000 đi, là 1.000 đi. Tôi đau đầu quá. Tôi chỉ thiếu mỗi nàng tiên cá thôi. Tôi phải gặp chị y tá thôi. Ôi với tôi phải nhìn mẹ đến cái mức mà mắt tôi tí chảy hết nước mắt mà. Không biết các bạn có nhìn thấy không? Mà tí á, nhìn lúc ấy là nhìn hơi mờ mờ rồi cơ. Ủa sao vậy không neo tàu lại? Mà lúc ấy hơi rưng rưng rồi. Rồi. Ơ kìa. Chết rồi, mất một mồi rồi. À, bấm nhầm ạ. Không, nhưng mà có đoạn tôi kéo theo được một đoạn luôn. Quả đấy lời vậy. Anh một đoạn xuống với một đoạn lên. Quả đấy lời bao nhiêu lực. Ok, anh em thuận mua vừa bán chốt đơn rồi. Bây giờ mày để quay ra kỳ kèo mày bảo giảm tiền nữa thì thôi anh chịu mày rồi. Mày làm việc là bố mày tên là chuẩn nhưng mà làm việc không chuẩn đâu đấy nhá, say nhá. Rồi đây cá rồi. Em trả anh. Ấy. Anh nói với em nhá, say nhá, anh bảo anh bán cho mày với giá 40.000 chứ anh không hề nói là anh mua nó với giá 40.000. Mày ok anh ơi, vâng em mua xe này hợp với đi câu cá, mày còn khen quá trời. Cá rồi. Cá thường rồi. Hay là sâu quá nó cũng không được ngon nhở? Ồ không sao, em trả anh mà. Tí em trả nhá. Gì đó? Cái gì nó phải bẹ, mất bẹ, đáng quay ra nói chuyện thì bấn bẹ và mất mồi tao rồi. Cái gì đây? Biển cả này sẵn sàng cho em rồi. Chết tôi. Tôi đã khỏe mạnh. Kéo em xuống. Sao đây. Có anh nào chủ thuyền ra không neo cái thuyền lại. Nhâm nút. Giờ cá gắn câu đi cho tao nhờ.
Ê, bê vật cũng lâu rồi. Anh bên câu lâu thế. Đa câu không nói được. Em say em có xe mẹ vi vu với gái các thứ rồi em vẫn còn kêu được. Đúng rồi. Ngon đấy chứ, ngon đấy. Gái nào? Mẹ có xe đi làm mẹ phè phỡn ra. Phè phỡn mà em tưởng anh để em giá hời, không ngờ anh cắn luôn gấp đôi. Giá hời còn đéo. Ở đâu mà hời? Một tao đôi giày đây. Được, thì anh nói đúng, anh nói đúng. Thì mà có anh gì đâu. Anh cầm tin con lửa rồi đi. Có kìa, bây giờ em bảo anh em thuận mua vừa bán thôi, từ cá cắn. Cá rồi. Cắn rồi. Ôi đi xuống cái đã. Cái chỗ này. Ê, cho đi xuống với. Ui, anh em ơi, cho tôi đi xuống với. Ui. 600 đi. Ui, anh Ben. Anh em cứ 1000 mét mà câu. Anh Ben kéo cái gì lâu thế nhỉ? Nãy giờ chưa xong kìa. Câu 1000 mét xong. Cá báo phải 15 phút nữa. Cá báo 15 phút nữa. Cá báo con lươn rồi. Sao hả bạn? Tôi cũng toàn câu 1000 mét xong không thấy con cá lớn rồi nhỉ? Ôi bạn ơi, nó tỷ lệ mà. À, câu vừa tôi câu 100 mét còn ra cũng vẫn ra. À. Em câu 500 mét ra con lươn này. Em câu được thành công chưa? Thành công rồi ạ. Cho anh xem con lươn nữa. Ê. Mấy... muốn xem con lươn. Mấy con này cho xem mất luôn đấy chứ. Mất sao được em. Ê, để em chụp ảnh em khoe tác tơ nhá. Anh bé đâu rồi nhở? Mày nói gì ta? Vẫn đang câu con cá kia từ nãy giờ vẫn chưa xong mày ơi. Từ nãy giờ luôn. 5 phút rồi. Nhiều kinh thế cả. Nhưng mà anh ấy, cái thanh trắng anh có giữ không hay là anh nhấp rồi anh? Nhấp. Tùy lúc. Nhấp. Xong rồi giữ. Tùy á. Sao đây? Bực tức gì đấy em? Mấy cô này lâu thế. Em nãy giờ chưa nói gì rồi. Tôi nghĩ chắc là có quả bị chớ. Tao phải kéo lại. Chưa được con cá lớn nào nữa. Đấy à? Ngừ văn cá thôi. Sâu tí anh. Sâu lắm rồi thế. 1000 mét luôn rồi đấy. Tí nữa đi. Bẻ mắc rồi. 1000 mét là cao nhất rồi mà. Em nghĩ lần này nó ra đấy. Ủa anh Ben câu phải nạc tiếng cá hay sao ấy, lâu mãi. Ừ, lâu mãi đấy, vẫn đang câu kìa mày ơi. Tao vẫn chưa kéo xong kìa. Ủa chắc cá to đấy. 15 phút nhờ. 10 phút rồi. Chắc phải 10 phút rồi đấy. Ít phải 10 phút rồi. Em câu được con cá báo, em câu cá báo. Thế thì anh Ben phải con lươn rồi. Ôi, tối phải rủ anh môi ra đây câu mày ơi. Mày vẫn chưa xong. Đúng rồi anh ơi, tầm này thì câu được rồi. Mày vẫn chưa xong. Tầm này là anh môi câu được rồi, em thề. Má nó vút nhanh quá mày ơi. Mất à bạn ơi? Câu được con cá báo anh xíu ạ. Mất. Ôi Ben chưa câu xong luôn á. Ui. Chưa. Bây giờ chưa xong mà. Như con hôm trước của anh ấy xíu. Lươn. Kéo con lươn đấy chứ. Cho tôi con lươn nữa được không? Anh em ơi. Biển cả ơi. Để tôi xem có phải may mắn hay không. Cố lên anh Ben ơi. Cố lên anh Ben ơi. Yên à, ôi nhìn thấy Yên là em, anh đã muốn ôm liền. Con này nhanh này. Em đi. Em vừa mua được ít thuộc gì đâu với bác gạc. Ê à, sếp mày khỏi mẹ rồi mới mua mang lên. Vừa đây em vừa mua thêm bộ ký lóc bít. Anh cầm cho được, anh cầm uống tay được đi. Sợ
anh kia chết đói chứ. Sao mình muộn mới sợ bắn nữa. Bắn đang câu. Không, 20 phút rồi. Từ lúc 13:50 đến giờ là 14 giờ. À không, cái đồng hồ đấy chạy nhanh hơn. Không, cũng phải được tầm 20 phút rồi. Cái này mồi nó có ảnh hưởng gì không nhỉ mấy anh nhỉ? Ờ có chứ anh phải câu bằng tôm đấy. À, cá lại kén phết nhỉ. Trời, tôm ngon nhất. Người ăn còn kén nữa là cá, anh nói chuyện. À thế anh chỉ bằng con cá thôi à? Vậy tao đính chính lại thông tin cho mày nhé say. Cái xe đấy tao mua 28.000 chứ đéo phải là 25 nhá. Đấy, anh bán anh xem là anh giảm em tí nè. Ok à, anh em chốt deal rồi, lần sau nhá. Thôi, không có lần sau đâu anh ơi. Ồ, chắc em không dám giao dịch gì với anh nữa luôn. Trời ơi. Sau này em mà giàu là em biết không quên ai đầu tiên rồi đấy. Yeah. Oh yeah. Con cá báo. Thằng này nó khẳng định. Thằng này nó khẳng định được lúc kia ăn bè. Tùy nó thôi. Oh yeah. Sống chết với nhau đến bây giờ rồi. Chỉ vì cái chuyện đấy thôi mà nó cũng để ý. À, giờ phải thêm một con nữa. Phải thêm một con nữa anh em ơi. Tôi nghĩ là phải có thêm một con nữa trên con lươn. Ok á, thế bây giờ nhá, để hỏi mày. Xe bây giờ nó phải có thêm một con nữa. Không ai bán. Anh giao giá, anh bán cho mày 35 ngàn chứ không phải 40 ngàn. Đấy, mày ok, mày tặng anh thêm đôi giày. Thế là xong. Anh em bán thế được rồi bây giờ. Vấn đề là ở chỗ là bây giờ mày muốn mua cái xe đấy trong shop cũng chả có. Đúng không? Nếu mày là anh thì mày sẽ bán nó bao tiền? Anh bên lâu thế hả? 25.000. Ít đây 25.000 xong anh xin đôi giày đi. Bãi chưa xong kìa. Em buồn cười thật, mình phải bán chứ, mình phải có lãi chứ em. Tôi thấy mới gọi là kinh doanh. Em mà kéo lâu thế mà không bay nhỉ? Anh bên lag à? Anh bị lag? Không, hay là nó kéo lâu. Thêm nàng kéo linh nha, cảm ơn em. Anh ạ. Ui, anh bên là phải được nạt lằng tiếng cá đấy. Sai ơi, mày ui dù gì đây? Vãi lều luôn đấy. Làng tiên cá đấy. Ủa nó không? Ủa gì đấy? Gì đấy chô? Được gì chô? Cá báo anh ơi, cá báo. Vãi. Cậu lồng vãi lều. Đây em đưa anh cái mây. Ờ, mày không biết được. Anh vừa tập trung vãi lều. Holy fuck. Xỉu ơi, mày xem bộ anh xem thằng Ben này còn sống không? Ui cá rồi. Hôm trước anh xỉu câu quan hơn tiếng đồng hồ mà. Em hiện tại thì em thấy anh Ben anh đang gọi con lương hay sao anh ạ? Alo. Sao? Alo. Tôi vừa câu con cá báo xỉu. À. Con bao tiền nhỉ? Bấy nhiêu thế phun. Ui hôm nay bị nổ hay sao ấy? Không được con ơi. 1.000 mẹ đi. Lươn như nào nhỉ? Cho câu thử lươn ấy. Mà em hết tôm rồi. Con còn tôm không? Cua tông câu ra lươn không ta? Nó tỷ lệ em ơi. Em có một con. Nó random mà. Cho tôi đi. Anh không em không đưa được. Em muốn đưa bằng sáng dưới sâu sâu gặp lương ấy. Cho tôi nàng tiên cá đi, cho tôi nàng tiên cá đi. Tôi muốn được gặp nàng tiên cá. Em nguyện nhảy xuống biển để làm tiên cá của anh. Anh có thích con nàng tiên cá này không? Không. Nàng tiên cá không. Không có cu cơ. Câu lâu quá. Ngang mệt á. Ben ơi nhớ để ý đồ ăn đồ uống đấy nhá. Có khi đéo cứ ăn được nó ngất mẹ rồi đấy. Ấy như kéo chuẩn bị lên rồi hay sao này. Em phải kéo ác lắm. Bốn trăm đến 600 tỷ lệ ra lươn cao nhất à? Cắm neo mà không sao trôi ấy nhở? Trôi đâu, tôi thấy bình thường mà.
Mọi người đến sau mọi người thấy thế đấy. À. Này vẫn chưa xong này. Sắp nghe la rồi. Lấy giờ câu mẹ được 10 con cá kia. Cá rồi. Con này con cá chắc luôn. Anh xuống câu anh xuống. Có. 400 là 600 à? Ok, 550 đi. Ê, có khi nào anh Ben trượt rồi mà không nói gì. Lên rồi, lên rồi, quái vực, quái vực, quái vực, quái vực. Ui, nó bay kìa, nó bay xa thế. Xa thế. Cái vừa cất câu quái vật nó xa rồi. Ben ơi đi về thôi Ben ơi. Đầy người rồi nè. Mày tính tính là thời gian câu một con cá đấy. Cố lên. Câu mấy con kia cũng bằng thế nhau á. Thực tế là câu được 10 con rồi. Vẫn là câu được. Ben chắc được 20 phút rồi đấy. Cố dạ. Lên. Dạ bây giờ nó câu được con. Câu được con cá báo nó còn phí hơn đấy. Không lãi bằng ngay. Không không, lươn đấy, khó này là lươn đấy. Ben thì như là câu câu Poseidon hay sao, người cá sao ấy. Aquaman. Cỏ mẹ. Thế. Vẫn chưa lên. Ui. Lâu ấy. Hôm trước thầy cũng câu con lươn dao ấy, xong rồi bỏ cuộc mà lâu quá. Nhưng mà không biết tò mò mẹ con cá của anh Ben là con gì nhở. À, câu lâu vãi lìn. Yes! Con mẹ mày. Ôi. Con gì đây? Con gì đây? Con gì đây? Con lươn. Ui. Lâu vãi lìn. Ui ngon. Lươn luôn á. Ừ. Đỉnh anh ơi, đỉnh. Ui con lửa này bán được bao nhiêu tiếng đấy? Anh mắc anh mờ quá. Vừa nãy tí khóc luôn mà. Ê. Con lâu nước quá, mắc anh mờ quá, cho anh lâu nước quá. Ê, để em nấu con, để em nấu con. Ô, cái con lửa này bán được bao nhiêu tiếng đấy? Con lửa bán được bao nhiêu tiếng đấy em Ben? Đây, có ai có nước cho anh Ben. Em hết rồi. Mờ mắc quá, tao mờ mắc quá. Tao không dám nói lời nào luôn mà. À, tao biết quỹ đạo của nó rồi. Sủ. Tao biết quỹ đạo của nó rồi. Hợp lý rồi đấy. Trừ. Ôi, áo làng à? Câu hợp lý rồi. Thôi anh ơi. Có áo làng. Anh ơi, em áo trước nha, em ra bán áo làng cho vui. Ừ em. Em ra bán áo làng đi. Ok anh ơi. Câu được con lươn với cả con cá báo là thôi tôi hạnh phúc rồi. Tôi có thể chinh phục được rồi.